Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 31 tháng 10 của kênh Bóng Đá Và Đời Sống. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý liên quan đến bóng đá Việt Nam. Ngay bây giờ, hãy bước vào chi tiết bản tin. Huấn luyện viên Kim Sang-sik lên tiếng sau khi các đối thủ tại ASEAN Cup nhập tịch ồ ạt. ASEAN Cup 2024 sẽ khởi tranh vào ngày 8 tháng 12 tới. Không chỉ lần đầu sử dụng tên gọi mới, sân chơi lớn nhất Đông Nam Á năm nay hứa hẹn sẽ có nhiều cuộc cạnh tranh thú vị khi các đội tuyển sở hữu số cầu thủ nhập tịch lớn chưa từng thấy. Tại bảng B, ba đội tuyển dự báo sẽ cạnh tranh cho hai tấm vé vào bán kết là Việt Nam, Indonesia và Philippines. Trong số này, Indonesia đang lột xác hoàn toàn nhờ vào dàn cầu thủ gốc Hà Lan nhập tịch đã lên tới 14 người. Những trận đấu vừa qua tại vòng loại World Cup 2026, Indonesia thường xuyên sử dụng 9 đến 10 cầu thủ nhập tịch trong đội hình xuất phát. Nếu bê nguyên đội hình này tới ASEAN Cup 2024, thầy trò huấn luyện viên Shin Tae-yong sẽ là thử thách rất lớn với mọi ứng viên trong cuộc đua vô địch. Đội tuyển Philippines từng mang sang Hà Nội đội hình có 22 cầu thủ nhập tịch để đấu chủ nhà Việt Nam tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 hồi tháng 6. Tại ASEAN Cup tháng 12 tới, dàn cầu thủ nhập tịch sẽ tiếp tục là nòng cốt của đội bóng này. Nhìn sang bảng A, Singapore và Malaysia cũng đang theo đuổi chính sách nhập tịch với khoảng 7 đến 10 cầu thủ thường xuyên góp mặt tại giải đấu lớn nhất khu vực. Còn Thái Lan đã khởi động mạnh mẽ chiến dịch thu hút nguồn cầu thủ Thái kiều dồi dào. ASEAN Cup 2024 đang ghi nhận số cầu thủ nhập tịch lớn chưa từng có. Điều này tác động trực tiếp tới thực lực của các đội bóng cũng như cuộc cạnh tranh ngôi vô địch. Trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ trẻ online, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Tôi biết làn sóng nhập tịch cầu thủ tại nhiều quốc gia Đông Nam Á đang được triển khai rất mạnh mẽ, như ở đội tuyển Thái Lan, Indonesia hay Philippines. Số lượng cầu thủ nhập tịch của đội tuyển đã lên tới 80-90% đội hình, qua đó sức mạnh của đội tuyển quốc gia được cải thiện rất nhanh chóng. Tôi cũng lo lắng việc nhập tịch của các đội tuyển trên đối với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy, không còn nhiều thời gian để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024 diễn ra vào tháng 12 này. Công việc của tôi là tập trung nâng cao tinh thần đoàn kết, trình độ chuyên môn, gắn kết đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể nỗ lực, chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ hội quân trở lại vào ngày 21 tháng 11, sau đó sẽ có chuyến tập huấn Hàn Quốc trước khi trở về Việt Nam để bắt đầu hành trình tại ASEAN Cup 2024. Ngoại binh bị Hoàng Anh Gia Lai nợ tiền tiếp tục được công an triệu tập. Công an tỉnh Gia Lai sẽ triệu tập tiền đạo Martin Zila để điều tra về các vấn đề liên quan đến vụ kiện giữa anh và câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Theo thông tin từ Zila, anh đã nhận được giấy mời và sẽ làm việc với công an chức năng vào ngày hôm nay 31 tháng 10. Vụ việc xuất phát từ đơn tố cáo với số tiền 20.000 đô la Mỹ mà cầu thủ này khẳng định đã nhận từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên, Martin Zila nhấn mạnh anh chỉ ký vào giấy xác nhận việc nhận tiền nhưng chưa được đội bóng chuyển khoản. Công an tỉnh Gia Lai sẽ xác minh tính chính xác của lời khai này trong lần triệu tập thứ hai. Vụ việc này thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã gửi văn bản đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF thông báo về việc áp dụng hình phạt cấm đăng ký cầu thủ mới cho đội bóng này. Nguyên nhân là do Hoàng Anh Gia Lai không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Martin Zila theo phán quyết của FIFA. Hiện tại, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đang đối mặt với những rắc rối pháp lý nghiêm trọng và việc này có thể ảnh hưởng đến hoạt động chuyển nhượng của đội bóng trong tương lai gần. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo sẽ áp dụng hình phạt cấm đăng ký cầu thủ mới với Hoàng Anh Gia Lai trong phạm vi cả nước cho đến khi đội bóng này hoàn tất nghĩa vụ tài chính với cầu thủ Martin Zila. Thời gian qua, cầu thủ này gặp nhiều khó khăn, anh chưa có tiền để trở về quê nhà và vẫn đang lưu trú tại Việt Nam đi đá phủi để kiếm thêm thu nhập. Hiện tại, anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Bê Tông 26 Gia Lai tại giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2024. Đội bóng của Hoàng Đức Văn Lâm báo tin vui cho người hâm mộ. Trên fanpage chính thức của Ninh Bình FC, đội bóng này ra thông báo chính thức về việc tặng vé sân nhà toàn mùa giải 2024-2025, lời tri ân khán giả Ninh Bình. Những mùa giải vừa qua, câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình rất cảm ơn tấm chân tình của người hâm mộ địa phương đã luôn theo dõi và ủng hộ đội bóng. Mùa giải 2024-2025, với sự đầu tư và sự xuất hiện của những nhân tố chất lượng, chúng ta đặt mục tiêu sớm thăng hạng, trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Để tri ân cổ động viên cũng như tạo điều kiện để người hâm mộ Ninh Bình có thể dễ dàng đến theo dõi đội bóng, câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình xin vui mừng thông báo sẽ miễn phí vé vào sân các trận đấu sân nhà, ngoại trừ khu vực VIP để sắp xếp cho khách mời, nhà tài trợ. Chúng tôi mở cửa tự do đón quý vị vào sân để đồng hành cùng đội bóng. Việc miễn phí vé vào sân sẽ làm sức nóng vào các trận đấu của Ninh Bình được đẩy lên cao hơn bao giờ hết. Có được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, đó sẽ là động lực để các cầu thủ Ninh Bình thi đấu thăng hoa và sớm đạt mục tiêu thăng hạng. Ở hai trận đấu đầu tiên của mùa giải 2024-2025,
Ninh Bình đều có những chuyến làm khách khó khăn đến sân của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại vòng loại cúp quốc gia, nơi mà thủ thành Đặng Văn Lâm đã tỏa sáng để giúp Ninh Bình đánh bại đối thủ sau loạt luân lưu. Ở chuyến hành quân xa nhà còn lại, phải chờ đến phút 87 với pha lập công duy nhất của Nguyễn Hoàng Đức, đội bóng đất cố đô mới có thể rời sân vận động 19 tháng 8 của Khánh Hòa với 3 điểm trọn vẹn. Tại vòng 2 giải hạng nhất quốc gia 2024-2025, Ninh Bình sẽ có trận đấu trên sân nhà đầu tiên ở mùa giải mới khi họ tiếp đón câu lạc bộ Long An vào chiều ngày 3 tháng 11. Nhận tối hậu thư từ tỷ phú Indonesia, huấn luyện viên Shin Tae-yong đặt mục tiêu thắng Nhật Bản. Trong một buổi họp gần đây với huấn luyện viên Shin Tae-yong, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erik Thohir khẳng định mục tiêu của đội tuyển quốc gia Indonesia là vượt qua vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Cá nhân tôi vừa có buổi họp với huấn luyện viên Shin Tae-yong, chúng tôi nói chuyện rõ ràng về mục tiêu của đội tuyển Indonesia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Một vị trí trong nhóm 4 đội dẫn đầu là mục tiêu phải thực hiện, chủ tịch PSSI, ông Erik Thohir cho biết. Mặc dù đây là những đối thủ mạnh, nhưng ông Thohir tin rằng Indonesia có khả năng thu hẹp khoảng cách về trình độ nếu các cầu thủ nỗ lực. Vị tỷ phú Indonesia cũng đưa ra lời nói với mục đích nhắc nhở huấn luyện viên Shin Tae-yong. Đã có hai đội bóng thay huấn luyện viên là minh chứng cho tiêu chuẩn cao mà các liên đoàn đang đặt ra để hướng tới giấc mơ World Cup. Cũng chia sẻ với giới truyền thông, huấn luyện viên Shin Tae-yong nói lời lạc quan. Nhật Bản là đội bóng có đẳng cấp hoàn toàn khác. Chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào vấn đề chiến thuật. Nhưng các bạn cũng biết đấy, tôi cũng từng là cầu thủ mà. Tôi biết phải làm gì. Ngay cả quả bóng cũng hình tròn, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Chúng tôi thực sự muốn thắng. Lần đầu tiên trong lịch sử, Indonesia đã lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup. Tuy nhiên, hành trình lần này không dễ dàng. Liên đoàn bóng đá Indonesia đã có sự đầu tư mạnh mẽ với 13 cầu thủ nhập tịch, nhưng thành tích hiện tại chỉ là 3 trận hòa và 1 trận thua sau 4 trận đấu đầu tiên. Mặc dù đang đứng ở vị trí thứ 5 bảng C, Indonesia vẫn còn nhiều cơ hội để tiến xa tại vòng loại World Cup. Họ chỉ ít hơn 2 điểm so với các đội xếp trên là Australia, Ả Rập Xê Út và Bahrain. Nhật Bản hiện đang dẫn đầu bảng với 10 điểm và giữ chuỗi thành tích bất bại. Theo quy định, hai đội xếp nhất nhì của ba bảng sẽ giành quyền tham dự World Cup 2026, trong khi hai đội xếp thứ 3 và thứ 4 sẽ tiến vào vòng loại 4. Tại đây, các đội sẽ thi đấu theo hình thức vòng tròn một lượt, với đội nhất bảng giành vé tham dự World Cup. Các đội nhì bảng sẽ có thêm trận đấu lượt đi và về để xác định đội tham dự playoff liên lục địa. Hiện tại, bóng đá Indonesia đang dồn mọi nỗ lực vào vòng loại World Cup, trong khi kế hoạch cho AFF Cup 2024 vẫn chưa được PSSI công bố cụ thể. Đội tuyển đang tập trung tối đa cho các trận đấu sắp tới với Australia và Ả Rập Xê Út trong tháng 11. Huỳnh Như bất ngờ thay đổi quyết định với đội bóng nữ số 1 Việt Nam. Sau khi chia tay Lanh FC, tiền đạo Huỳnh Như đã trở về Việt Nam để khoác áo đội bóng cũ Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, đội bóng nữ số 1 Việt Nam đã ký hợp đồng ngắn hạn với Huỳnh Như. Theo bản hợp đồng khi đó, cầu thủ người Trà Vinh sẽ chơi cho câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đến hết vòng bảng AFC Champions League nữ 2024-2025. Thực tế, Huỳnh Như đã chơi rất ấn tượng cho màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và giúp đội bóng vượt qua vòng bảng AFC Champions League nữ 2024-2025 với 2 trận thắng cùng 1 thất bại. Sau vòng bảng, phía câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết muốn giữ chân Huỳnh Như, nhưng ban đầu đây chỉ là ý định riêng của đội bóng phía Nam, trong khi Huỳnh Như được cho là vẫn đang tìm kiếm một bến đỗ mới ở châu Âu. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất, Huỳnh Như đã quyết định gia hạn hợp đồng đến hết tháng 12 năm 2024 với câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, tiền đạo số 1 tuyển nữ Việt Nam sẽ cùng câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dự giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2024. Giải đấu này diễn ra từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 tại Hà Nội với sự tham gia của 7 đội bóng chia làm 2 bảng. Các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội xếp nhất nhì mỗi bảng sẽ vào bán kết thi đấu để xác định 4 vị trí đầu tiên. Ba đội bóng còn lại thi đấu vòng tròn một lượt để xếp hạng 5, 6, 7. Trong thời gian này, Huỳnh Như được cho là vẫn sẽ tìm kiếm một đội bóng mới ở nước ngoài. Trên đây là những thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá Và Đời Sống, like và chia sẻ video này. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.